vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của mình. Mình là NMH đây. Tiếp clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là Theonat. Tiệt trận đầu này thì slot F1 mình pick đó là Theonat rồi. Tại bên mình đó là pick thêm eo xú nữa. Nên là tại bên mình thì không có đi rừng. Mình pick đó là Theonat đi rừng luôn. Bảo đó là mình đi rừng cho luôn. Nói chung cũng cáo thủ nên là đánh cẩn thận xíu anh em ơi. Đối với Theonat đi rừng á, thì điểm yếu của nó đó là đồ cơ động anh em ạ, không có đó là cái tốc biến. Và này thì Toro cũng hỗ trợ mình đó là hết sức. Ok, vậy là ổn rồi, giai đoạn đầu game không bị cướp bóc phám, vậy là ổn. Theo nát đi rừng thì hơi mạo hiểm một xíu, nhưng mà mình nghĩ là giai đoạn về sau thì cũng ổn. Tại bên mình thì cũng đẹp, có sức bảo kê tốt đến từ Toro, chỉ cần đó là eo xu ngắm tốt và mình đó được xả sát thương, vậy là ổn rồi. Đối đầu chiến tuyến bên kia đó là vị tướng Murad, một vị tướng có lẽ là cũng khá là đáng sợ đối với Theonat. Và này thì tém bên mình có ý định đó là ép vào đó tém bên mình. Và này thì tém bên mình lại hỗ trợ kịp thời rồi, chơi luôn. Ok, pha này bật chiêu hại làm chậm một phát này tốc biến đến từ đó là mịt của tém đích, nhưng cuối cùng thì cũng không chạy được bởi sức sát thương đến từ Natalia giai đoạn đầu game rất chứ rất tốt. Bây giờ lại quay trở về đó là phá một xíu thôi. Với Theonat đi rừng á thì nó sẽ cực kỳ là khỏe, bởi vì có thêm là bùa xanh và bùa đỏ nữa, bắn làm chậm này rồi không sợ đó là tiêu hao năng lượng. Vì thế nếu mà được xả trong giao tranh thì thực sự Theonat vẫn là một vị tướng cực kỳ là mạnh. Đám của Theonat ở giai đoạn là khi có khoảng 3 đến 4 món đô thì không phải bàn cãi là rồi, gọi là bật ứng nhàn lên bắn bá phạt tém địch lên bảng điểm số, nhưng vị tướng không có đó là chống chịu vật lý. Bây giờ thì mình nhận thấy là tém bên mình và tém bên địch thì tập trung ở đường giữa khá là đông. Pha này thì mình sẽ di chuyển lên đấy, núp nơi cây bụi này để bắt đường di chuyển về của tém địch nhá. Nói bắt thì cũng không đúng, chứ chủ yếu là cấu rìa thôi. Bởi vì chắc chắn thì lượng đám của mình thì thời điểm hiện tại chưa phải là to. Theo nát giai đoạn đầu game thì lượng đám khá là hạn chế, còn giai đoạn về sau là một câu chuyện khác. Điểm mạnh của theo nát đó là sải tái dai, sải tái dai hơn đó là slim. Nên là vì thế thì trong combat tổng á thì Theonat được bản thì cũng rất chiến tốt. Còn điểm yếu của Theonat đồ cơ đồng máu giấy, nên nó chắc chắn thì phải cẩn thận và di chuyển hết sức đó là cẩn thận, tránh trường hợp đó là tém bên đích bắt. Ở trận đấu này thì IG của tém đi ở giai đoạn cuối game thì cũng rất chính là đáng sợ. Nhân xét nếu mà ở thị trường tấn công thì tém bên mình sẽ lợi hơn tém địch rất chưa là nhiều, bởi viễn trình kích tâm xa rất đến từ eo súp, mình thì đứng ngoài trụ cũng có thể lấy trụ dễ dàng. Còn nếu mà ở thế thủ thì cũng khá là khó, bởi vì tém bên đi có Murad. Murad mà ở thế cống á thì nó sẽ cực kỳ là khỏe, mà ở thế thủ thì sẽ rất chi là phế. Thì nói chung các phi tường khác thì mình luôn luôn ở trình bày trang bị bảng ngọc và phù hiệu để anh em leo rank tốt nhất. Nhưng mà đối với các vị tướng thuộc dạng đó là không mong muốn đó là anh em đi rừng á, ví dụ như theo nó chẳng hạn, thì mình cũng không đó là khuyến khích anh em mang đi rừng nhá. Trận đấu này thì gọi là hơi bất đắc dĩ một xíu, nhưng mà có lẽ là cũng được. Nói chung thì mình cũng nói sớ qua thôi. Tất nhiên thì sẽ lên đó là biểu đồ theo thiên hưởng phun đám và chỉ mang rồi, bên cạnh đó thì có đó tốc đánh nữa dành cho đó theo nát. Nhưng mà mình sẽ không khuyến khích cho anh em mang theo nát đi rừng nhá, bởi vì cũng rất chỉ là mạo hiểm. Với theo nát thì lượng đám tốt nhất đó là tâm đó là ít nhất là cũng phải phút thứ 7, phút thứ 8 gì đó. Khi nào đó là theo nát bật ứng nhàn lết, bật chiêu một lên bắn bá phạt đối phương lên bảng điểm số, khi đó thì thực sự đó là theo nát mới có thể mạnh được. Giai đoạn đầu game thì chủ yếu là cấu rìa thôi. Trước phút thứ 5 thì chủ yếu là cấu rìa, ăn mục tiêu và phám. Đó là những điều anh em cần làm kể cả đi xạ thủ hay là đi rừng. Hiện tại thì chưa qua phút thứ 5 nên là việc lấy trụ thì mình nghĩ cũng khá là khó. Và này thì mình sẽ di chuyển nhé để xem búa sánh của tém địch con hay không này. Và nhận thấy búa sánh của tém địch thì con, thì pha này thì mình sẽ Murad đáng thấy tâm nhìn của Murad cướp được búa sánh rồi anh em ơi, quá là tuyệt vời luôn.
Bò Toroten mình thì khá là thấp máu, nhưng mà chân tướng của bò thì rút lui một cách an toàn thôi. Murat mà để ảo ảnh chạm vào bò thì cũng không ăn thua, đặc biệt ở giai đoạn đầu game. Nãy giờ thì cũng chưa đi gánh của đường Zuka, Zuka té mình thì cũng ốm, nên là pha này thì mình sẽ lên gánh Zuka nha. Hiện tại thì đang thấy IG, hình như IG đang phía bên bụi bọc cỏ bên kia. Thì khi đi gánh bất kể vị tướng nào cũng vậy, anh em đúc đấy dành cho mình. Pha này thì cho hai người giáo tránh này rồi mình quay trở ra đó là xạ sát thương. Và cuối cùng thì tiền, đó là IG của tém địch lên bàn điểm số. Thực tế keo solo giữa đó là Zuka và IG thì Zuka có lẽ là một vị tướng dưới cỡ. Nếu mà IG combo chuẩn thì Zuka ra chính là khó ăn, bởi vì khả năng hồi phục của IG rất chính là tốt. Bây giờ thì đường rồng tém mình có vẻ đang bị ép, nhưng không sao cả anh em ơi, pha này thì lấy lợi thế ở đường tà thân. Điền, đó là rừng của tém địch lên bàn điểm số rồi. Murat thực tế thì thời điểm hiện tại mua 20 này thì bị áo meta rồi anh em ạ. Không còn là chất tướng mạnh nữa, mình cũng đã làm clip đó là về Murat rồi. Thực tế Murat ở thế đó là chủ động, ở thế đó là tấn công kìa. Ở thế phòng thủ thế này thì thực sự rất chỉ là khó, bởi vì không có đó là quái để tích điểm nội tài. Bây giờ thì lấy được đó là cái trụ ở đường ta thân rồi. Quay trở lại lấy luôn đó là cái trụ ở đường giữa. Lấy xong trụ đường giữa thì chắc có lẽ là pha này IG tem bàn, bắt Zuka tem mình này thì bắt, này thì bắt. IG bỏ chạy được rồi. Với đồ cơ động của IG thì mình đuổi theo chắc chắn không kịp. Hồn máng tiền choáng trúng. Đó là SP của tem địch, đài địa chấn rất chi là đẹp, hất tung này. Pha này ôi Murat làm gì đấy, Murat 2 điểm nội tài, 3 điểm, 4 điểm. Ảo ảnh chạm thì anh em thấy thì Bo Toro đứng yên một chỗ. Nhưng mà ảo ảnh chạm gần như đó là không mất máu luôn, pha này quay trở lại sát thương. Ingit tem địch lên bảng điểm số vẫn đang còn được bắn. Với phù hiệu tính lính pha đỏ tí nữa thì ăn được đó sơ lính của tem địch. Bây giờ thì lượng đám của mình tốt rồi anh em ạ, nên là bây giờ những phát bắn của mình thì cũng bắt đầu là thấm và thốn rồi. Tầm này mà theo nát có thêm cái bút xanh và bút đỏ nữa thì phải gọi là siêu siêu tuyệt vời luôn. Có thanh kiếm, có món đồ đi rừng, bây giờ lên cho nó một món đồ đó là xin giảm nho nhỏ nữa. Nói chung về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng tinh linh anh em ơi. Với tinh linh thì giúp đó là cô nàng này có khả năng đó là gây đám một cách tốt nhất. Và tinh linh thời điểm hiện tại á thì giai đoạn đầu game cũng rất chính là mạnh, và các xạ thủ thì sử dụng rất chính là nhiều luôn. Bây giờ thì thấy đó có giáo tránh này, và này tưởng lại hỗ trợ nhưng mà không hỗ trợ đó là kịp thời rồi. Tem bên địch thì lùi lại rồi, đẩy thế lính lên cao thôi. Lùng ngáy đó là con rồng này nữa. Thì đi rừng bất kể vị tướng nào cũng vậy, anh em cố gắng án mục tiêu lớn dành cho tím nhá, rồng này, tà thân này. Pha này thì đáng thấy đó là tầm nhìn của Slim, pha này sử dụng hồn máng tiền này choáng trúng Slim này. Bật ứng nhãn lên bắn. Ôi, con xỉu máu đến từ Slim kia. Ôi Murat lao vào, ôi hai phát ba phát. Chỉ con xỉu máu nữa và Murat lên bảng điểm số. Thì đó là lý do vì sao Murat thời điểm hiện tại bị áo meta anh em nhá. Lượng sát thương bây giờ rất chỉ là hạn chế luôn. Pha này thì bật luôn, ôi. Trầm trọng lực đến từ Zuka. Thì IG của tém đi cùng bốc hơi luôn. Về phần đó là trang bị thì chắc chắn thì em sẽ lên theo thiên hướng. Đó là full đám rồi. Đó đồ đi rừng tăng tốc đánh này, cái cúng bảo tổ ấy. Rồi đôi dây, rồi món đồ chỉ mang thành kiếm. Xin giáp Muramasa. Rồi cúng ta má, rồi cây nánh thôi. Đóng cho nó full đám luôn anh em ạ. Và này thì bắn này. Murat tem địch lao vào này, vì đó là Bo Toro tem mình hất tung phát. Mình hai phát bắn nhẹ nhàng, Murat lên bảng điểm số. Khá là dễ anh em ạ, ở thế trận ép thế này thì theo nát tầm tay dài mà. Có thêm búa xanh búa đỏ nữa thì bắn free luôn. Bo ơi. Chơi luôn này, bắn cho ai đi chạy tụt quân luôn. Này thì sợ lím này, chơi luôn, ôi Bo tem mình sao vậy? À, Bo tem mình đừng chạt anh em ơi. Tem bên bàn Nơ quá. Trời, đừng chạt hèn chí là mình đừng thấy đứng yên một chỗ như vậy. Bắn tụt quân IG luôn này. Này thì bắt mình này. Ok, và trận đấu này thì chắc có lẽ là cũng gần kết thúc rồi. Có 3 đường lịch siêu cấp rồi, IG tem bàn lao ra đi bạn ơi.
Mình đây này. Bo tém mình gãy kính thế. Thẳng rồi mày gãy anh em ơi. Pha này thì chắc là tấn công luôn anh em ơi. Bắn này. Lên bảng điểm số này. Và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhá. Nếu cảm thấy hay, hữu ích, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần. Bye bye, chúc các em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.